Chào quý vị và các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung điều trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Tứ chẩn là bốn phương pháp để khám bệnh của y học cổ truyền: nhìn, nghe, ngửi, hỏi, bắt mạch, sờ nắng, thí chẩn, nhằm thu thập các triệu chứng chủ quan và khách quan của người bệnh. Điện châm gọi là châm cứu điện, đây là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, bắt nguồn từ phương Đông. Sau đây mời quý vị xem video và nhấn nút đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi 94 quy trình khám chữa bệnh dễ dàng nhất. Kính chào quý vị, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu 94 quy trình kỹ thuật y học cổ truyền điều trị bệnh theo quyết định số 26/2008 QĐ-BIT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy trình số 17 điện châm điều trị bước cổ đơn thuần. Quy trình số 18 điện châm điều trị song thị. Quy trình số 17 điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần. Bướu cổ đơn thuần là bệnh phì đai tuyến giáp mà không có kèm theo cường hay suy giảm chức năng của tuyến. Theo y học cổ truyền, bệnh sinh ra do tình trí bất kết hoặc do đàm thấp ngưng tụ ở tỳ vị. Mục đích của điều trị là làm nhỏ dần bướu, làm chậm quá trình phát triển của bướu. Chỉ định bướu cổ giai đoạn 1, giai đoạn 2 có biểu hiện chèn ép gây trở ngại đến hô hấp và các tổ chức lân cận. Chống chỉ định bướu cổ quá lớn độ 3, độ 4 gây chèn ép ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Bướu cổ ở những người có rối loạn về máu chảy, máu đông. Chuẩn bị cán bộ y tế, y bác sĩ lương y được đào tạo về ngành châm cứu. Phương tiện để chữa trị gồm có máy điện châm 2 tầng số bổ tả, kim mẫn châm đã vô khuẩn loại 20cm 6 cái, 15cm 6 cái, 10cm 10 cái dùng riêng cho từng người, khai mang kìm có máu, bông cồn 70 độ. Người bệnh được khám và làm hồ sơ bệnh án theo quy định, tư thế của người bệnh nằm ngửa, các bước tiến hành phác đồ huyệt gồm có các huyệt hợp cấp, phù đột, nhân nghinh, thủy đột, thiên đột, nội quan, a thị huyệt. Thủ thuật xác định và sắp trùng da vùng huyệt, châm kim nhanh qua da, đẩy kim từ từ tới huyệt theo hướng đã định, châm phải đạt đắc khí. Châm tả các huyệt hợp cấp, phù đột, nhân nghinh, thủy đột, thiên đột, nội quan, hoặc có thể dùng kim châm xung quanh bướu theo a thị huyệt và châm thẳng vào giữa bướu. Kích thích bằng máy điện châm tần số tả 6-20 Hz, bổ 0,5-4 Hz, cường độ từ 14-150 μA, thời gian 20-30 phút cho một lần điện châm. Liệu trình điện châm là ngày một lần, một liệu trình điều trị từ 14-28 lần tùy theo mức độ bệnh. Theo dõi và xử lý tai biến, theo dõi toàn trạng độ to nhỏ của bướu, xử lý tai biến vận châm, người bệnh qua mát chống mạch, mạch nhanh đáp ứng chậm, xử trí rút kim ngay, ủ ấm, uống nước chè đường nam, nằm nghỉ tại chỗ, theo dõi mạch huyết áp, chảy máu khi rút kim, dùng bông khô vô khuẩn ấn tại chỗ không nhai. Quy trình số 18 điện châm điều trị song thị. Song thị là nhìn vật thấy nghề không rõ, vật có hai hình song song chen nhau. Chỉ định song thị cơ đang do rối loạn vận mạch ở thị giác, song thị do lắc. Chống chỉ định song thị do bệnh lý của gai thị, song thị do bệnh lý của dây thần kinh thị giác, lao u não. Chuẩn bị cán bộ y tế, bác sĩ, y sĩ, lương y được đào tạo về châm cứu. Về phương tiện chữa trị gồm có máy điện châm 2 tầng số bổ và tả, kim châm cứu vô khuẩn loại 6-8cm được dùng riêng cho từng người bệnh, khai mang kim có máu bông cuộn 70 độ. Người bệnh
được khám và làm hồ sơ bệnh án theo quy định. Tư thế người bệnh có thể ngồi hoặc nằm. Các bước tiến hành pháp đồ huyệt gồm có các huyệt phong trì, dương mạch, ngư yêu, quản trúc, tình minh, thái dương, đồng tử liêu, huyền liêu, hợp cấp, túc tâm lý, thái khê. Về thủ thuật, xác định và sắp trùng da vùng huyệt, châm kim qua da nhanh, đẩy kim từ từ tới huyệt, châm phải đặt đắc khí. Châm tả gồm có các huyệt phong trì bên đối diện với bên bị bệnh, châm hướng về bên mắt bị bệnh, dương bạch xuyên ngư yêu, tuần trúc xuyên tình minh, thái dương xuyên đồng tử liêu, huyền liêu, châm hướng lên mắt, hợp cấp, châm bổ các huyệt ở hai bên túc tâm lý, thái khê. Kích thích bằng máy điện châm, tần số đối với tả từ 6 đến 20 Hz, với bổ từ 0,5 đến 4 Hz, cường độ từ 14 đến 150 microampere, tăng dần tới ngưỡng cửa người bệnh chịu được. Thời gian từ 20 đến 30 phút cho một lần điện châm. Liệu trình và điều trị: điện châm ngày một lần, một liệu trình điều trị từ 10 đến 15 lần. Tùy theo mức độ tiến triển của bệnh và có thể tiến hành 2 đến 3 liệu trình liên tục. Theo dõi và xử lý tai biến, theo dõi toàn trạng người bệnh, xử lý tai biến. Vẫn châm người bệnh nếu qua mắt chóng mặt và mồ hôi, mạch nhanh, sắc mặt nhợt nhạt thì xử lý tắt máy điện châm, rút kim ngay, lau mồ hôi, ủ ấm, uống nước chè đường nóng, cho người bệnh nằm nghỉ tại chỗ, dai bấm các huyệt thái dương, nội quan, theo dõi sắc mạch, huyết áp. Nếu chảy máu khi rút kim, dùng bông khô vô khuẩn ấn tại chỗ không dai. Video tiếp theo mời quý vị xem điện châm điều trị nôn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Dạ, tự nhiên xin chân thành cảm ơn.